Phước Thủy xin mến chào tất cả quý vị đang trở lại với kênh Công Giáo Yêu Thương. Lời đầu tiên cho phép con xin chúc tất cả quý vị được dồi dào sức khỏe trong ơn Thiên Chúa và Mẹ Maria. Xin chúc quý vị trong mùa Giáng sinh nhiều hồng ân của Chúa và một năm mới được bằng an. Kính thưa quý vị, hôm nay quý vị xin gửi tới cho quý vị những hình ảnh của nhà thờ Bình An thuộc giáo phận Sài Gòn. Hôm nay là ngày 9 tháng 12 năm 2020. Vậy chỉ còn hơn 10 ngày nữa thôi là Noel năm 2020 sẽ đến với tất cả mọi người trên toàn thế giới. Hôm nay con xin chia sẻ những hình ảnh của nhà thờ Bình An, một ngôi nhà thờ cũng như là cách trang trí Giáng sinh thật là tuyệt đẹp quý vị ạ. Nhà thờ Bình An thì nằm trên đường Phạm Thế Hiển quý vị nhé. Rất là đẹp luôn. Địa chỉ của nhà thờ Giáo xứ Bình An thuộc 2287 Phạm Thế Hiển, phường 6, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Năm thành lập của giáo xứ nhà thờ thì vào năm 1955, và lễ bổn mạng của giáo xứ là lễ Đức Mẹ Mân Côi quý vị ạ. Quá tuyệt vời luôn. Mình sẽ đi tiến vào bên trong, gửi tới cho các bạn những hình ảnh ở bên trong nhà thờ đây nhé quý vị nhé. Khuôn viên của nhà thờ rất là đẹp. Hiện tại thì rất là nhiều người dân tới đây chụp ảnh xem và tham quan trang trí Noel ở đây. Một bầu không khí rất là đẹp. Quý vị thấy những ngọn điện và những cái đèn ông sao cây thông Noel rất là đẹp luôn quý vị. Quý vị có thể nhìn thấy đài Đức Mẹ ngay ở khu vực cuối nhà thờ, rất là lớn. Năm nay thì Covid ảnh hưởng trên toàn thế giới nên là việc tổ chức Giáng sinh có đôi phần hạn chế và khó khăn. Rất mong quý vị đi ra ngoài đường nên hãy giữ gìn sức khỏe và đeo khẩu trang để phòng cho mình và cho mọi người. Hiện tại ở Việt Nam thì làm rất tốt công việc Covid, cũng như mọi người cũng ý thức hơn. Và bây giờ thì xin chia sẻ với các bạn những hình ảnh rất tuyệt vời của giáo xứ Bình An. Bên trên nhà thờ có đèn ông sao, ngôi sao rất là lớn. Và xung quanh cuối nhà thờ thì trang trí những hàng đá rất là to quý vị ạ, và đẹp, điện trang trí nhiều màu rất là lộng lẫy. Mọi người đến đây rất là phấn khởi. Tối thì mọi người dẫn cả gia đình cũng như là trẻ nhỏ đến đây chụp ảnh tham quan rất là thích quý vị ạ. Quý vị thấy không? Rất tuyệt vời. Xin Chúa chúc lành cho giáo xứ Bình An cũng như cho đất nước, cho mọi sự bằng an, cho mùa Giáng sinh được an lành. Quý vị thấy tuyệt vời không? Quý vị có thể tới đây là chụp ảnh lưu niệm cũng như tham quan, xin khấn ơn Thiên Chúa ban phúc lành cho quý vị nhé. Thì ở giáo xứ Bình An này thì một trong những giáo xứ được trang trí Giáng sinh sớm nhất quý vị ạ. Hiện tại hôm nay có ngày 9 mà đã coi như là gần xong rồi quý vị này. Đây có một hàng đá rất là đẹp luôn. Xin quý vị tiếp tục bấm nút đăng ký và chia sẻ những video của kênh Công Giáo Yêu Thương để Công Giáo Yêu Thương có động lực gửi tới cho tất cả quý vị những hình ảnh Giáng sinh trên mọi miền của Tổ quốc cũng như là những nơi Công Giáo đi qua, chia sẻ cho quý vị
Và thì xin phép quý vị, xin quý vị cũng cộng tác với kênh Công Giáo Yêu Thương. Nếu quý vị mà muốn đăng bài trên kênh Công Giáo Yêu Thương thì xin quý vị hãy gửi qua video quý vị quay những hang đá ở giáo xứ quý vị. Thì sẽ cố gắng biên tập và chia sẻ cho tất cả mọi người cùng xem trên kênh Công Giáo Yêu Thương. Thì thì sẽ để đường link của Gmail cũng như địa chỉ hộp thư điện tử ở bên dưới miêu tả của video này. Thì Thủy cũng không thể đi hết được tất cả các giáo xứ. Thì xin cộng đoàn trên mọi miền của Tổ quốc cũng như trên thế giới có nhu cầu muốn thì đăng trên kênh Công Giáo Yêu Thương. Thì xin quý vị hãy quay một đoạn khoảng 10 phút, 20 phút tùy theo quý vị. Nếu quý vị có điều kiện thời gian thì quý vị hãy chia sẻ cho Thủy để Thủy biên tập và dàn dựng để đăng lên trên Công Giáo Yêu Thương trên kênh này, để cho quý vị cùng tất cả mọi người cùng đón xem những không khí ở khắp mọi miền trên toàn thế giới. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Quý vị thấy ở khu vực cuối thì rất là đẹp luôn, có một hàng chữ một chú Giáng Sinh. Mọi người đến đây chụp ảnh rất là nhiều, phần đông. Thời tiết thì mấy ngày nay cũng rất là đẹp luôn, cái việc buổi tối này thời tiết rất là đẹp, mát mẻ trong lành, quá tuyệt vời luôn. Quý vị thấy rất đông các gia đình dẫn các trẻ nhỏ, rồi quá đẹp quý vị ạ. Wow, đẹp quá, quá tuyệt vời luôn. Xin chúc mừng giáo xứ Bình An, một ngôi thánh đường cũng như là khuôn viên trang trí mừng Chúa Giáng Sinh thật là tuyệt vời. Xin chúc giáo xứ mỗi ngày một phát triển tốt đẹp hơn, để cho mọi người đến đây tham dự thánh lễ cũng như là tham quan được cảm thấy thật là an lòng và bình yên. Quá đẹp, màu điện lên rất là sáng và đẹp luôn quý vị. Quý vị thấy thế nào? Còn ở quý vị, nơi quý vị đã chuẩn bị và trang trí hang đá đến đâu rồi? Giáo xứ của vị, giáo họ, giáo xứ như thế nào? Quý vị có thể là quay một đoạn clip gửi tới cho Thủy nhé. Thủy sẽ để cái phần Gmail cũng như là địa chỉ điện tử ở bên dưới phần mô tả. Xin quý vị hãy đóng góp một clip hoặc là nhiều hơn thì tùy quý vị, để Thủy có thể là biên tập và đăng trên kênh Công Giáo Yêu Thương, thì tới cho tất cả quý vị xa gần trên toàn thế giới được xem. Xin quý vị hãy nói rõ là giáo xứ nào để cho Thủy còn biết, để còn biên tập video dễ dàng hơn. Và cảm ơn tất cả mọi người nhé. Thì đây là cộng tác viên của kênh Công Giáo Yêu Thương là anh Vinh Sơn Đạo. Anh đã gửi một clip rất là tuyệt vời của giáo xứ Bình An thuộc giáo phận Sài Gòn tới cho kênh Công Giáo Yêu Thương. Thì đã biên tập và chia sẻ cho mọi người để mọi người cùng chiêm ngưỡng. Cảm ơn anh rất nhiều. Xin anh tiếp tục đóng góp các nhà thờ, các giáo xứ ở trong Sài Gòn gửi tới kênh Công Giáo Yêu Thương, và Thủy sẽ đăng lên trên kênh Công Giáo Yêu Thương này. Quý vị thấy cây thông nơi em rất là đẹp luôn nhá. Cây thông này nó còn quay được luôn quý vị, rất là tuyệt vời luôn. Và bây giờ Thủy cũng xin khép dừng video này tại đây. Xin kính chúc tất cả quý vị được một mùa Noel được tràn đầy hồng ân Thiên Chúa và Mẹ Maria. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong những video Giáng Sinh cũng như video của kênh Công Giáo tiếp theo. Xin chúc quý vị được bình an nhé. Bye bye.